nhá. Đầu tiên là mọi người cần chuẩn bị tông biển bản to như thế này. Gạo ở đây mọi người có thể dùng 1 đến 2 chén gạo. Phần nhân ở bên trong thì chúng ta sẽ cần có một củ cà rốt này, một trái dưa chuột, trứng gà và xúc xích. Chúng ta sẽ cần có một cái gọi là cái miếng cuộn như thế này. Nên mua những cái loại cuộn bằng nhựa như này thì nó sẽ bảo quản được lâu hơn so với cả những cái loại cuộn bằng tre. Mọi người chuẩn bị thêm cho mình một chút giấm này và một chút dầu mè, đường và một chút nước sôi để nguội nữa. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu nhá. Bước đầu tiên mà bây giờ chúng ta làm thì là chúng ta sẽ đi vo gạo và nấu cơm. Bây giờ mình sẽ cho hết chỗ gạo này vào trong nồi cơm nhá. Đối với loại cơm mà để nấu làm kimbap thì mọi người nên nhớ là mọi người sẽ nấu hơi kiểu nhão hơn một chút xíu so với cơm bình thường. Thì khi mà chúng ta quấn nó sẽ dễ hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu cơm nhá. Nồi cơm điện nhà mình dùng thì là nồi cơm điện của Cucu, nên là nó sẽ có cái chế độ là nấu nhanh và nấu bình thường. Ở đây thì mình sẽ nhấn một lần là nấu bình thường và một lần nữa là nấu nhanh. Mình sẽ để chế độ là nấu nhanh cho nó không phải mất thời gian nhá. Trong lúc mà đợi cơm thì chúng ta sẽ xử lý chỗ này. Ok, bây giờ thì chồng sẽ giúp vợ nhá. Chồng sẽ... Thái gì? Bây giờ thì chồng sẽ thái cho vợ những cái này ra thành những cái... Vài đúng không? Dài. Thái xúc xích. Đây là đầu tiên là món này luôn ấy. Chẳng biết mình cuốn được bằng cái nan này không, anh chưa từng cuốn bao giờ cơ. Mọi người nghe thấy tiếng sôi của nồi cơm không? Như vậy là nồi cơm của chúng ta cũng đã sắp chín rồi, rất là nhanh phải không nào? Mọi người nhìn thấy không, là cái vang bắt đầu xì hết cả hơi ra như này, có nghĩa là cần nồi cơm của ta bắt đầu sắp được rồi đấy. Chút nữa chúng ta sẽ kiểm tra xem là ngày hôm nay chúng ta nấu cơm có đạt chất lượng không nhá. Bây giờ nước của chúng ta đã sôi rồi thì ép hạt cà rốt vào để chúng ta trần qua mọi người nhá. Đấy, xúc xích thì chúng ta cũng cho vào trần cùng luôn. Như thế là nồi cơm của chúng ta đã bắt đầu chín rồi đấy mọi người. Wow, cơm như thế này thì là sẽ là vừa đạt được chất lượng. Bây giờ thì mình sẽ lấy cơm ra ở ngoài bát để cho cơm nguội hơn nhá. Như vậy là mọi người nhìn thấy không, cơm của chúng ta ngày hôm nay rất là đạt chất lượng luôn. Trong lúc mà chờ cơm của chúng ta nguội thì chúng ta sẽ làm sạch cái nồi cơm này, bởi vì nồi cơm điện Cucu này có một cái chế độ rất là hay, đấy là auto clean. Có nghĩa là khi mà mọi người nấu cơm, nấu cháo hoặc là nấu cơm cháy chẳng hạn, mà nó có những cái mảng bám khó mà có thể rửa bằng tay hoặc là những cái mùi khó mà khử được bằng xà phòng bình thường, thì auto clean này nó sẽ giúp cho chúng ta làm sạch bằng hơi nước, làm cho những cái mảng bám đấy nó bong ra dễ dàng hơn và chúng ta chỉ cần là tráng đi sau khi mà nó đã xong cái chế độ như vậy. Ngoài ra thì cái nồi cơm điện Cucu này còn có rất là nhiều chế độ hay, ví dụ như là mọi người có thể nấu rất là nhiều loại gạo như là gạo lứt này, loại gạo nâu này, hoặc là các cái loại gạo đặc trưng của Hàn Quốc, và còn có cả nấu cháo hầm xương. Trong một chiếc nồi cơm thông dụng bình thường thôi mà chúng ta có thể nấu quá là nhiều món ăn ở trong này đúng không nào? Và đặc biệt là nồi cơm điện Cucu này còn có một cái khóa áp suất rất là an toàn cho các bạn nhỏ nữa, được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, nên là chất lượng của nó thì cũng sẽ đảm bảo giống y hệt như là các nồi cơm điện ở Hàn Quốc. Và nếu như mà mọi người để ý thì ở Hàn Quốc người ta phải sử dụng đến 70% là cái nồi cơm điện Cucu này. Rồi bây giờ thì mình sẽ pha cái hỗn hợp giấm với cả là đường vào để chúng ta sẽ trộn cùng với cả cơm nhá. Chúng ta sẽ cho một chút nước sôi vào đây, mình chỉ cho một chút xíu đường thôi, độ một thìa giấm nhỏ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho hỗn hợp nước này vào trong cơm. Nó cái cơm nó bắt đầu đầu kiểu ẩm ẩm hơn đúng không? Ừ. Thì chúng tí nữa thì chúng ta quấn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Chúng mình sẽ bắt đầu quấn nhé. Bây giờ chồng bóc cho vợ ra đi. Lần đầu tiên quấn cái món này. Mọi người sẽ để cái miếng quấn này ở dưới và đặt cái rong biển phía lên trên. Cái rong biển này nó có một mặt nhám và một mặt bóng. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ để cái mặt nhám để làm cơm. Đúng còn rồi. Mặt bóng mình sẽ cho ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Sau khi cơm của mình đã nhào và trộn xong thì nó sẽ có một hỗn hợp cơm như thế này. Mọi người sẽ lấy cơm ra và bắt đầu cho lên phía bên trên như này. Anh cho cơm vừa phải thôi, đừng dày quá khi quần nó đỡ bị kiểu cộm lên ý. Ôi chồng cho hơi bị nhiều. Thực ra là món này rất là nhanh đúng không? Nấu cơm cũng chỉ mất khoảng độ tầm 10-15 phút này. Có chế độ nấu nhanh cho nên là nhiều khi mà vợ chồng mình đi làm về buổi tối muộn ấy mà nhiều khi vẫn thèm cơm thì đấy, có cái chức năng nấu nhanh như vậy cho nên là nấu nó rất rất là nhanh luôn. Chỉ khoảng tầm 10-15 phút là cơm đã chín rồi. Cho các cái nguyên liệu mà chúng mình đã vừa chế biến xong, đấy là cà rốt, dưa chuột và xúc xích, trứng lên nữa. Chết rồi, hình như có vẻ hơi nhiều cơm thừa ra thì phải.
Em đã bảo chồng mà nhìn rất là đơn giản đúng không, nhưng mà món này thì không hề đơn giản chút xíu nào. Ôi, lỏng lắm, mình làm ở bên trong nó sẽ rất là lỏng cái này. Sẽ cắt ra nhá. Cạnh đó thì bọn mình còn đã nấu canh kim chi bằng nồi cơm điện sườn hầm rất là mềm và rất là nhanh, mà không phải lích kích nồi nữa thứ, cho nên là đây là một cái nồi cực kỳ tiện luôn đấy. Như vậy là ngày hôm nay bọn mình đã hướng dẫn mọi người làm món ăn rất đơn giản, đấy là gimbap của Hàn Quốc và canh kim chi được nấu bằng nồi cơm điện. Và nếu như mọi người thích cái sản phẩm nồi cơm điện Cúc Cu này thì bọn mình cũng sẽ để link ở phía dưới để cho mọi người có thể tìm mua nhé. Và nếu các bạn thích thì hãy ấn like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Xin chào mọi người.